Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập KTV xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2020, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế nổi bật. Trong phần bản tin quốc tế, vẫn với các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine. Thứ nhất, Tổng thống Zelensky đã cách chức tư lệnh lực lượng không quân Ukraine tướng Mykola Oleschuk sau khi được thông báo về việc một chiến đấu cơ F-16 do Washington cung cấp cho Kiev bị rơi. Mặc dù Tổng thống Zelensky không giải thích lý do đưa ra quyết định này, nhưng việc ông Oleschuk bị cách chức chỉ một ngày sau thông báo nói trên có thể ngầm hiểu rằng nguyên thủ Ukraine quy trách nhiệm cho tư lệnh không quân trong vụ chiếc F-16 bị rơi. Về phần mình, trước khi bị cách chức, tư lệnh không quân Mykola Oleschuk đã cam kết sẽ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn và khẳng định sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Vấn đề thứ hai, cuộc đột kích của Ukraine ở Kursk đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của quân đội Nga và khiến Điện Kremlin rơi vào khủng hoảng đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay liên quan câu hỏi về quan hệ đối ngoại của việt nam với các cường quốc đặc biệt mối quan hệ giữa việt nam với trung quốc và hoa kỳ vì sao tổng bí thư tô lâm gần đây đã bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về phía mỹ và rời xa bắc kinh với lý do trong thời gian gần đây mối quan hệ việt nam hoa kỳ có nhiều biểu hiện được thắt chặt liên tiếp có các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng và chúng tôi cũng đến với quý vị những thông tin mới nhất về các thông tin về việc Cựu Nguyễn Tấn Dũng từng bước âm thầm trở lại sân khấu như đã thấy ngày hôm nay như thế nào. Và để thấy hầu như không có chuyện ông Ba Dũng chấp nhận về hưu làm người tử tế khi thua cuộc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đại hội 12 như đồn đoán. Và một vấn đề thuộc loại thâm cung bí sử về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức năm 2017. Và câu chuyện vào thời điểm đó theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chơi sỏ khi cho rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chỉ còn cách là đem Tô Lâm ra là dê tế thần để cứu danh dự quốc gia. Có những đồn đoán cho rằng một trong những lý do ông Trần Đại Quang bị mắc bệnh lạ cũng bởi lý do vừa kể. Ngoài ra còn nhiều tin tức quan trọng khác cùng với các đánh giá phân tích chi tiết của các chuyên gia nổi tiếng quen thuộc. Như thường lệ chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, Việt Nam đã cải tạo, nâng cấp các đảo Trường Sa, trong đó bãi thuyền chài được cải tạo đủ sức để xây dựng đường băng dài 3.000m. Các chuyên gia nghiên cứu Biển Đông cho rằng, việc Việt Nam tăng tốc cải tạo các đảo Trường Sa nhằm để Trung Quốc thấy cái giá phải trả cao hơn nếu chuyển căng thẳng về phía Việt Nam. Hôm ngày 7 tháng 6, năm 2024, chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington DC công bố báo cáo cho biết Việt Nam tăng tốc cải tạo nâng cấp các đảo mình đang đóng quân ở Trường Sa. Trong đó, bãi thuyền chài được cải tạo với độ dài đã hơn 4.000m, đủ sức để xây dựng đường băng dài 3.000m. Theo ảnh vệ tinh chụp bãi thuyền chài từ Planet Lab mà AFA ghi nhận được trong ngày 28 tháng 8 2024 so sánh với ảnh vệ tinh của AMIT chụp hồi tháng 5, có thể thấy bãi thuyền chài đã được tăng cường đáng kể so với 2 tháng trước. Cụ thể, bộ phận được cho là có thể xây dựng đường băng vào hồi giữa tháng 5, 2024, vẫn còn lồi lõm, có nhiều nước. Nhưng vào ngày 28 tháng 8, ảnh vệ tinh cho thấy nó đã được bồi lấp đầy đủ. Theo những phân tích của các nhà nghiên cứu tràn bằng ở Đại học Paris hai Pháp và nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học Canberra, Australia, qua chia sẻ với AFP hình ảnh vệ tinh mới nhất do AFE ghi nhận cho thấy bãi thuyền trài có công sự, cảng, âu tàu, vịnh bên trong để trú ẩn. Đặc biệt, có thể thấy năng lực công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã tiến một bước khi ở thuyền chài có sự hiện diện của các tàu hút cát cỡ lớn có thể hút cát tại chỗ để bồi lấp đảo thay vì phải chở vật liệu từ đất liền như trước đây tại sao việt nam tăng cường những cơ sở vật chất nói trên ở bãi thuyền chài liệu những tiến triển mới ở bãi thuyền chài có làm cho trung quốc chuyển hướng căng thẳng từ philippines sang việt nam afa có cuộc trao đổi ngắn với nhà nghiên cứu nguyễn thế phương về những chuyển động mới như vừa nêu theo ông những công trình mới trên bãi thuyền chài nhắm đến mục tiêu cụ thể gì trên biển đông thì các công trình không chỉ trên bãi thuyền trài đâu mà còn ở tất cả các, uh, các điểm đảo khác của việt nam ở trường sa thì uh, theo như một số cái báo cáo ở phương tây hay như những cái hình ảnh vệ tinh thì cho thấy rằng là từ một cho hai, cho tới hai năm trở lại đây thì việt nam đẩy mạnh hải tạo những cái điểm đảo của việt nam ở trường sa mà lớn nhất ở đây thì như anh đã đề cập là thuyền chài thì cái này thực tế mà nói thì nó nằm trong toàn bộ cái tư duy quốc phòng của việt nam thôi à, tư duy quốc phòng của việt nam nó cũng tư duy gọi là bờ biển đảo là trên bờ ở biển và trên đất đảo thì những cái những cái đặt những cái, cái yếu tố này nó nó là những yếu tố rất quan trọng trong toàn bộ cái chiến lược phòng thủ về hướng biển của việt nam thì trong đó thì cái vai trò của đảo đây là quần đảo các các điểm đảo ở Trường Sa rất quan trọng trong việc là Việt Nam có thể phòng thủ hướng biển hay không. thì uh, rút kinh nghiệm từ năm 2014 thì cái vụ hài dạng dạng khoa hải dương 981 thì từ cái vụ đó thì nếu mà tự nhìn cái vụ đó thì thấy rằng là khi mà Việt Nam mong muốn tiếp viện cho các lực lượng ở trên biển đó, thì chủ yếu là các tàu từ trên bờ đưa ra và trong một số trường hợp thì nếu như các tàu từ trên bờ đưa ra thì cái 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 uh, quy mô cũng như là cái khả năng chi viện nó 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 bị nó bị giảm thiểu xuống bởi vì từ bờ mà ra cái điểm có tranh chấp thì rất là xa thì bây giờ cải thiện năng lực của các điểm đảo ở trường sa nó sẽ giúp cải thiện cái khả năng triển khai các lương chấp pháp của việt nam tới các vùng biển tranh chấp nó nhanh hơn thì đấy là cái bài học mà Việt Nam rút ra được từ năm 2014 Cho nên là anh có thể thấy rằng là trên các điểm đảo của Việt Nam thì uh, Thứ nhất là một số điểm đảo có điều kiện thì sẽ um, Mở đường băng, ví dụ như mà Thuyền Trài chẳng hạn Thì thì sắp tới thì Thuyền Trài sẽ có một cái đường băng khoảng 3 cây thì, Khi đó thì Việt Nam có thể triển khai một số các loại máy bay uh, Không những là các máy bay vận uh, tải bình thường mà có thể triển khai một số các loại quân sự ở trên thiền trại nó tăng cường cái năng lực phòng thủ ở hướng biển đảo của Việt Nam ở cái khu vực Trường Sa cái thứ hai là trên các điểm đảo đó thì cũng sẽ cải tạo thêm là mở thêm một số cái âu tàu và rõ ràng là các âu tàu đó nó cũng sẽ giúp cho Việt Nam có thể đóng giữ các lực lượng chấp pháp ở đó và từ các điểm đạo đó có thể triển khai tới các khu vực trên cấp nó nó nhanh hơn rất là nhiều so với trước đây là chỉ có khả năng triển khai các lực lượng chấp pháp ở bờ ra cái này là cái tăng năng lực rất là lớn và cái thứ ba nữa ở trên các điểm đạo đó thì Việt Nam tăng cường cái uh, khả năng mà uh, con người có thể Uh, sống và làm việc và sinh hoạt ở trên các đảo đó một cách tốt hơn Thì đây nó cũng nằm trong cái tư duy của Việt Nam về cái gọi là chiến tranh nhân dân á Tức là ở trên các đảo tiền tiêu ở Trường Sa thì không chỉ có quân đội thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Mà còn có người dân họ sinh hoạt, họ, họ sinh sống, họ làm ăn, họ tập ở trên đó Thì nó tạo ra một cái thế trận mà dưới thuật ngữ quân sự của Việt Nam gọi là chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân và cái cái chiến tranh nhân dân nó tạo ra cái 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 công cụ để Việt Nam có thể có cái 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 cái, cái, um, cái, cái điểm tựa lớn hơn ở các vùng ở vùng biển tranh chấp ở trường Sa. tiếp nữa là một trong những cái cơ, cơ sở hạ tầng mà Việt Nam đẩy mạnh cải tạo đó là những cái cơ sở tầng giúp phòng thủ đó là cái tư duy biển, tư duy phòng thủ biển của Việt Nam hiện tại nó mang tính là phòng thủ chứ nó không có phải là lên tấn công. Làm thế nào để khiến cho các điểm đảo đó càng khó tấn công càng tốt và nếu như mà bị bị chiếm thì 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 đối thủ sẽ càng khó giữ càng tốt. Thì đó là cái tư duy ở thời điểm hiện tại đó không chỉ thuyền chài mà rất mà một số cái điểm đảo quan trọng xung quanh thuyền chài cũng được đầu tư cải tạo đúng cách. Thì cái đó là cái uh, yếu tố chính giải thích cho những cái hoạt động mà cải tạo của Việt Nam gần đây. Liệu những diễn biến mới trên bãi thuyền trài có làm cho Trung Quốc chuyển căng thẳng từ Philippines sang Việt Nam hay không? Ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như là Trung Quốc hiện không có muốn uh, chuyển căng thẳng về phía Việt Nam. Hay nói cách khác là thời điểm hiện tại thì Trung Quốc không muốn tạo ra nhiều cái mặt trận ở trên Biển Đông cùng một lúc ở đây thì giới học giả họ có rất nhiều cái cái quan điểm khác nhau nhưng mà một trong những cái quan điểm đáng chú ý nhất là gì? Đó là ở thời điểm hiện tại á thì uh, Trung Quốc họ 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 tính toán cái hành động của họ trên biển Đông dựa trên cái 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 gọi là post benefit là cái lợi ích mà họ đạt được là gì và cái giá mà họ phải trả. Khi mà thực họ thực hiện bất cứ một cái hành vi nào đó trên biển Đông Thì ở đây hiện tại á, Thì dường như có vẻ như là Trung Quốc họ đánh giá rằng là Họ gây sức ép lên Philippines Thì sẽ mang lại cái lợi nhiều hơn là, là cái hại Trong khi nếu như mà chuyển qua cái vấn gây lơ thang thẳng với Việt Nam á Thì cái giá phải trả ở đây nó sẽ cao rất là nhiều Ở đây nó có một cái logic như sao Một cái logic mà mà được giới học giả đặc biệt là giới học giả Mỹ nha họ, họ đã đánh giá cái này rồi là gì là chính bởi vì Philippines là đồng minh của Mỹ cho nên ở thời điểm hiện tại Trung Quốc mới nhắm vào Philippines bởi vì đơn giản như cái cái ví dụ qua người là cái ví dụ năm 2014 đi là gì khi mà việc khi mà Trung Quốc họ hạ đặt dạng khoan một trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam á thì một trong những cái điểm mà khiến cho Trung Quốc họ họ phải lùi một bước đó là gì là Việt Nam khi đó đe dọa rằng là Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới Mỹ à, bằng cách này hoặc cách khác cái đó là là vừa làm có sức ép từ một số nhóm trong nước nữa thì chính cái điểm đó nó mới khiến cho Trung Quốc họ bắt đầu họ lùi lại một bước và họ bắt đầu họ hạ dạ nhiệt cái cái khủng hoảng HD 981 bởi vì họ biết rằng là khi Trung Quốc hạ nhiệt thì Việt Nam cũng sẽ không tiến gần tới tới Mỹ một cách quá trớn. Bởi vì trong tư duy đối ngoại và trong tư duy chiến lược của Trung Quốc á, thì vị thế của Việt Nam ngay dưới sườn Nam của Trung Quốc là cực kỳ quan trọng. Và nếu như để mất Việt Nam vào trong tay Mỹ thì khi đó cái, 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 vị thế đe dọa cái cái hành lang phía Nam của Trung Quốc là rất là nghiêm trọng. Thế nên Trung Quốc họ hiểu cái cái đó và chính cái điểm đó cũng là một cái gọi là À, một cái công cụ để để Việt Nam có thể negotiate với Trung Quốc. Trong khi ở thời điểm hiện tại á, Trung Quốc biết rằng là bây giờ Trung Quốc có đại cách đẩy hết sức cỡ thì Philippines vẫn đã là đồng minh của Mỹ rồi. Và Philippines ở đúng dưới góc độ Philippines ở đây thì Philippines họ không còn một cái công cụ nào khác để có thể tương tác với Trung Quốc nữa. Đó thì cái này là một cái logic mà mà các học giả họ cho rằng là là lý do tại sao mà Trung Quốc hiện nay họ đẩy Philippines họ gây căng thẳng với Trung Quốc rất là dữ và vì Philippines hiện nay không còn một cái điểm nào để có thể uh, làm một đòn bẩy đối với đối với uh, Trung Quốc nữa. Ngoài các vấn đề về lợi ích và trả giá về mặt đối ngoại như trên thì năng lực trên thực địa của Việt Nam và Philippines có ảnh hưởng đến hành vi của Trung Quốc không? Thực tế mà nói thì các điểm đảo mà Việt Nam bồi đắp ở Trường Sa đã thuộc cái quyền kiểm soát của Việt Nam rất là lâu rồi và Việt Nam cũng đã có những cái cơ sở hạ tầng trên các đảo đó rồi và các cơ sở hạ tầng đó phải nói là rất là kiên cố và vững chắc rồi. trong khi Philippines hiện nay đặc biệt là những cái vùng mà có trên ví dụ như là bãi cạn Scarborough chẳng hạn hoặc là bãi bãi cỏ mây chẳng hạn thì thì Philippines họ thực tế mà nói là họ họ mất quyền kiểm soát Scarborough từ từ 2015 rồi đó và ngay cả bãi cỏ mây thì hiện nay Philippines họ chỉ có một con tàu rất là cũ từ thời đại thứ hai họ họ neo ở đó và Trung Quốc hoàn toàn có đủ khả năng để kéo cái tàu đó ra khỏi cái bãi cỏ mây tức là gì tức là cái vị thế thực địa của Philippines ở những vùng bãi cạn tranh chấp trên thực tế mà nói yếu hơn rất là nhiều so với các thực thể bãi cạn mà Việt Nam đang chiếm giữ và như thế thì cái 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 năng lực trên thực địa của Philippines hiện nay cũng không có mặt để mà có thể thuyết phục Trung Quốc rằng là là ok anh, anh không thể nào hay là anh nếu mà anh tác động vào đó thì nó sẽ có một cái giá phải trả nào đó lớn thì cái điểm này cũng là cái điểm mà mà cốt lõi mang tính thực địa khiến cho Trung Quốc họ tự tin trong cái việc là ép Philippines trên thực địa đó, thì cái điểm này cũng là điểm mà Philippines và và Việt Nam khác nhau. À, thôi, xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các cường quốc, đặc biệt mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vì sao Tổng bí thư Tô Lâm gần đây đã bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về phía Mỹ và rời xa Bắc Kinh? Với lý do, trong thời gian gần đây, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều biểu hiện được thắt chặt, liên tiếp có các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng. Như quý vị đã biết, từ ngày 18 đến ngày 28, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày ngay sau khi nhậm chức tổng bí thư. Điều này cho thấy Tô Lâm vẫn đang rất cần Bắc Kinh và thậm chí sẵn sàng thần phục để đổi lấy ưu thế chính trị cho bản thân và phe nhóm. Mới đây, quan chức Mỹ và Việt Nam cho biết ông Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến Washington từ ngày 7 đến, đến 9 tháng 9 để tăng cường hợp tác về quốc phòng giữa hai nước. Trong bối cảnh nguồn cung vũ khí từ Nga bị hạn chế do chiến tranh Ukraine, đặc biệt là sau những thể hiện trên chiến trường, đã cho thấy vũ khí Nga lạc hậu quá xa so với vũ khí phương Tây. Nhờ có vũ khí hiện đại của phương Tây, Ukraine không những đã làm cho Putin xa lầy mà còn đủ sức để phản công lại nước Nga có thể nói, nếu không có vũ khí của phương Tây, Ukraine không thể đạt được những thắng lợi trên chiến trường. Chọn lựa vũ khí Mỹ cho quân đội Việt Nam là hướng đi đúng, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, bao lâu nay Đảng vẫn sợ Bắc Kinh nên không dám mua vũ khí Mỹ một cách công khai như Đài Loan. Lần này, ông Phan Văn Giang đi Mỹ là thể hiện mơ ước được tiếp cận gần hơn vũ khí Mỹ. Tuy nhiên, ông có dám mua hay không hay chỉ dừng ở mức quan hệ ngoại giao một cách giới hạn rất khó để bộ trưởng giang đặt vấn đề mua vũ khí với mỹ bởi trong đảng còn rất nhiều kẻ nắm quyền cao nhưng cam phận cúi đầu trước bắc kinh tuy nhiên khi đi mỹ ông giang cũng thể hiện được thông điệp trước các phe phái khác đặc biệt là trước tô lâm các quan chức cấp cao việt nam vẫn thường có những chuyến đi mỹ vẫn có những lần bắt tay với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức ngoại giao, a, à, không hề dám đi vào vấn đề quan trọng là đặt mua vũ khí Mỹ một cách công khai. Có nhớ, ngày 17 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công du Mỹ. Sau đó, báo chí Mỹ cho biết, ông chính muốn mua máy bay tiêm kích F16 của Mỹ. Tuy nhiên, phía Việt Nam không xác nhận thông tin này và cho đến nay vẫn chưa thấy có hành động nào từ Việt Nam để tiến xa hơn trong việc mua vũ khí Mỹ. Lần này rất khó có khả năng để ông Phan Văn Giang làm chuyện động trời. Bởi các quan chức cộng sản Việt Nam vẫn muốn mua vũ khí Mỹ nhưng lại sợ tàu. Cái sợ ấy từ nhiều đời lãnh đạo truyền lại, trở thành sợi dây vô hình trói Việt Nam dính vào quỹ đạo của Trung Quốc. Chính trường Việt Nam hiện nay, thế của Tô Lâm đang như trẻ tre. Phe công an hiện đã nắm được chức tổng bí thư đồng nghĩa nắm luôn chức bí thư quân ủy trung ương. Phe quân đội có đủ sức để ngăn cản phe công an nhưng không làm được vì trong quân đội không đoàn kết. Giữa tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang vẫn không hòa hợp. Giờ đây, Tô Lâm đang ngồi trên đầu cả Lương Cường và Phan Văn Giang. Với vai trò tổng bí thư kiêm bí thư quân ủy trung ương, Tô Lâm đang muốn hạn chế sức mạnh của phe quân đội rồi sau đó loại họ khỏi vũ đài chính trị nếu có thể người Hưng Yên trong quân đội vẫn đang hiện diện với hai ủy viên Trung ương Đảng. Nếu loại được Phan Văn Giang, Tô Lâm hoàn toàn có thể Hưng Yên hóa quân đội. Để bảo vệ quyền lợi và hạn chế sức mạnh của Tô Lâm, chỉ còn cách các phe phái trong quân đội bỏ qua hiểm khích để chống lại kẻ thù chung. Đó là nước cờ tốt nhất mà phe quân đội có thể thực hiện. Vì sao Tổng Bê Tây Tô Lâm bị cáo buộc đã nghiêng quá đà về phía Mỹ và rời xa Tây Cú? sau khi tổng bí thư nguyễn phú trọng qua đời chủ tịch tô lâm được đảng cộng sản việt nam giao trọng trách lãnh đạo đất nước theo giới phân tích đánh giá chính sách đối ngoại 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 giao cây tre của tổng bí thư trọng dưới thời ông tô lâm sẽ không thay đổi chỉ hai tuần sau khi nhậm chức tân tổng bí thư trên cương vị bằng vai phải lứa với họ tập ở bắc kinh tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã cấp tốc viếng thăm trung quốc Việc chọn Trung Quốc là cường quốc đầu tiên của ông Tô Lâm không có gì là đặc biệt, với lý do đây là thông lệ của các lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao tiết lộ cho hay, Tổng bí thư Tô Lâm vội vã sang Bắc Kinh bởi lý do để chuẩn bị cho chuyến đến Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây để tham dự kỳ họp của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc sẽ khai mạc ngày 10 và bế mạc ngày 24 tháng 9, 2024. Nhiều nguồn tin hành lang cho hay, khả năng cao ông tô lâm sẽ cuộc gặp với tổng thống joe biden trong chuyến công du lần này sau khi tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm kết thúc chuyến thăm trung quốc rốt ráo với thời gian rút ngắn tới gần một nửa theo kế hoạch ban đầu đánh giá về chuyến thăm truyền thông quốc tế đã đưa ra nhận xét trong chuyến thăm lần này tới bắc kinh của ông tô lâm chủ tịch tập cận bình đã nhấn mạnh về cái gọi là chia sẻ tương lai giữa hai nước tuy nhiên các mục đích của hai nước láng giềng vốn có hệ thống chính trị tương đồng lại không tương thích, đó là các vấn đề về chủ quyền ở biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng nước khiến Hà Nội khó chịu. Trong khi lãnh đạo hai nước đang đạp xe hướng về phía trước thì dường như họ lại đang đạp về hai hướng khác nhau. Việc ban lãnh đạo Trung Quốc đưa máy bay tuần thám theo dõi hoạt động của hải quân Việt Nam ngay sau khi ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư đây là một sự kiện được đánh giá là có chủ ý. Đây là lần đầu kể từ 5 năm trở lại đây từ phía Bắc Kinh, được cho rằng là biểu hiện không thân thiết của Trung Nam Hải đối với Tổng, Tổng Bí Thư Tô Lâm. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông những ngày gần đây đang nóng lên từng ngày với sự bành trướng và không giấu giếm của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Mới nhất, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố Quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng với nhiều phương án để đối phó với các hành vi hung hăng ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Nếu được lệnh, Hải quân Mỹ kích hoạt chiến lược phòng thủ chung và tham vấn với đồng minh hiệp ước là Philippines. Trong khi đó, truyền thông quốc tế ngày 30 tháng 8 tháng 2024 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã họp với người đồng cấp Philippines, ông Gilberto Teodoro, khi ông Giang công du Manila. Hai bên trao đổi một số văn kiện, đồng thời dự kiến sẽ ký một văn bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước Việt Nam và Philippines vào cuối năm 2024. Động thái kể trên được đánh giá là biểu hiện hợp tác an ninh toàn diện nhất giữa hai nước với mục tiêu ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông. Cùng ngày Truyền thông quốc tế đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự kiến có chuyến thăm Mỹ từ ngày 7 đến 9 tháng 9, 2024. Theo lịch tướng Giang sẽ có cuộc gặp với ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Có thông tin cho rằng ông Phan Văn Giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ, nhưng hiện vẫn đang ở giai đoạn được thảo luận. Đáng lưu ý, chuyến thăm Mỹ của Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang diễn ra ngay trước chuyến đi tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ có nhiều biểu hiện được thắt chặt với liên tiếp có các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng. Mới nhất, ngày 26 tháng 8, 2022, cuộc họp đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt Mỹ đã diễn ra ở Hà Nội. Chưa hết, dự kiến cuối năm 2024, đại diện một số công ty quốc phòng của Mỹ sẽ tham gia cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai của Việt Nam. Một chi tiết không thể không nhắc đến, đó là Đại học Fulbright Việt Nam bị cáo buộc rằng tham gia vào những hoạt động ươm mầm cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. Được biết, đứng sau sự kiện vừa kể là đơn vị tác chiến điện tử thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhưng ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra tuyên bố cho rằng hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam và ca ngợi đây là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Vì điều đó còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những thông tin vừa kể phải chăng đã cho công luận thấy về sự ngả nghiêng quá đà về phía Mỹ của cây tre mang tên Tô Lâm. Đồng thời, việc Bắc Kinh không giận dữ thì mới là sự lạ. Và thưa quý vị, trong những ngày qua, truyền thông trong nước và quốc tế đều đang bàn tán về chức chủ tịch nước của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo báo chí nhà nước, tại kỳ họp quốc hội vào tháng 10 tới sẽ bầu lại chủ tịch nước. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao phải đợi đến tháng 10 mà không thực hiện ngay ở hội nghị bất thường của Trung ương Đảng ngày 16 tháng 8 vừa qua? Kỳ họp nói trên là kỳ họp tranh thủ để Tô Lâm lên đường sang Bắc Kinh. Chắc chắn tại kỳ họp này Tô Lâm đã không chịu nhả ghế chủ tịch nước. Bởi nếu ông chịu nhả, thì tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vào ngày 26 tháng 8 đã bỏ phiếu cho chức danh chủ tịch nước. Mới đây, báo chí trong nước đưa tin chức chủ tịch nước sẽ được bầu tại kỳ họp chính thức của Quốc hội vào tháng 10, nghĩa là sau khi Tô Lâm đi Trung Quốc trở về. Dựa vào các mốc thời gian trên, có thể thấy sau khi từ Trung Quốc trở về, Tô Lâm mới chấp nhận nhà ghế chủ tịch nước. Vậy, Ai đủ quyền lực để yêu cầu Tô Lâm phải nhả ghế ngoài Tập Cận Bình? Như vậy, phải chăng chuyến đi triều kiến của Tô Lâm để xin được sắc phong hai chức đã không được chấp nhận? Muốn giành tay chiến đấu với các thế lực khác trong đảng, thì Tô Lâm phải sang Bắc Kinh xin sắc phong. Đấy là luật bất thành văn mà bao thế hệ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải tuân thủ. Và Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Giả sử Ông tập thực sự muốn lột chức chủ tịch nước của Tô Lâm, thì ông đang âm mưu điều gì? Khi Tô Lâm nhả chức thì chắc chắn hoặc Lương Cường hoặc Phan Văn Giang sẽ nắm giữ vị trí này. Tuy chức chủ tịch nước không có thực quyền, nhưng nếu người ngồi lên đó là một đại tướng quân đội thì chưa chắc đã là bù nhìn. Điều đáng nói là nếu ông Lương Cường ngồi ghế chủ tịch nước rồi hợp lực với ông Phan Văn Giang thì cung đình sẽ có hai thế lực cân bằng. Lúc đó cuộc chiến cung đình mới ác liệt. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một tập thể thống nhất. Họ chỉ thống nhất trong vấn đề chống dân để bảo vệ quyền lợi của đảng, cũng là quyền lợi của chính họ. Ngoài ra thì các phe không ngừng đấu nhau không hồi kết chỉ vì mục tiêu quyền tiền. Còn quyền lợi chính đáng của dân và quyền lợi của đất nước thì họ chỉ giao giảng qua hệ thống tuyên giáo, chứ thực chất thì không quan tâm. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền, chuyện đấu đá cung đình được nâng lên một tầm cao mới, đó là dùng chiêu bài chống tham nhũng để phang nhau rồi chiếm ghế chia chác. Thậm chí, họ có thể ra tay thuốc lẫn nhau không thương tiếc. Việc Tô Lâm chịu nhà chức chủ tịch nước có thể sẽ khiến phe quân đội trỗi dậy. Nếu đây là nước cờ của ông Tập Cận Bình, thì rõ ràng ông chủ Trung Nam Hải rất cao tay. Ông Tập không cần trực tiếp can thiệp vào nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam Mỹ mà chỉ cần duy trì thế cân bằng giữa các phe phái của Việt Nam để họ tự đánh nhau không hồi kết. Lúc đó, Tập Cận Bình chỉ việc ngồi ở Bắc Kinh và đợi các phe phái chạy sang cầu viện. Đấy lúc mà ông có thể điều khiển chính trị Việt Nam dễ nhất. Ông Tô Lâm rất tham vọng, khó có chuyện ông chịu nhà chức nếu không có áp lực đủ mạnh. Hết thời Nguyễn Phú Trọng rồi đến Tô Lâm, các đời Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng bao giờ có được sự tự chủ. Việt Nam muốn phát triển thì phải biết tự đứng trên đôi chân của mình. Một khi không thể độc lập về chính trị, thì chắc chắn không thể độc lập về kinh tế. Người Việt Nam cần Đảng Cộng sản hãy giữ mối quan hệ bình đẳng với Trung Quốc, như đối các nước khác. Tuy nhiên, xem ra, đấy chỉ là giấc mơ xa vời, sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu Cộng sản còn cầm quyền. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về đánh giá của công luận về Tổng bí thư. Kim Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, phát biểu của ông Tô Lâm khi tuyên bố kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ hiện hình như thế nào dưới triều đại của Tân tổng bí thư Kim Chủ tịch nước Tô Lâm là điều được dư luận quan tâm nhất trong những phát ngôn của ông những ngày qua. Việc này đương nhiên phải mất thời gian. Vấn đề là có hay không những dấu hiệu cho thấy sự vươn mình đó trước mắt nhân dân. Theo đánh giá, sơ sơ có mấy cái mới mà dư luận chú ý liên quan đến ông nhấn mạnh việc xây dựng đất nước phồn vinh dân chủ văn minh nhưng co kèm cụm từ chủ nghĩa xã hội. Xác định chống tham nhũng song song với tập trung phát triển kinh tế. Đích thân tuyên bố thay vì bộ trưởng tư pháp hay viện trưởng kiểm sát không cho phép hình sự hóa các quan hệ kinh tế cũng như quan hệ dân sự. Cuộc gặp đầu tiên với giới doanh nhân là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ có phải doanh nghiệp nhà nước, mà thường thì đây là việc của Thủ tướng chứ không phải việc của một lãnh đạo đảng. Lần đầu tiên, đệ nhất phu nhân của một tổng bí thư hiện diện cùng chồng để chủ trì một buổi lễ quốc gia mừng quốc khánh 2 tháng 9. Đáng chú ý, phục diễn văn có có hoa hoài hoa sói như các vị tiền nhiệm. Dư luận vẫn quan sát và chờ đợi thêm những cái mới của tổng bí thư Tô Lâm để xem nó ra sao. Và thưa quý vị, ông Mạc Văn Trang trong một status trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề Từ ông Phú Trọng đến ông Tô Lâm Tác giả viết Mấy bố già cứ ngồi cà phê là sôi nổi chuyện thời sự chính trị Có khi cãi nhau rất hăng Bố nào cũng dẫn chứng Cho mình có lý Hẳn nhiều người cười mấy lão già dở hơi Nhớ hồi đầu những năm 1980 Mình nghe ông Hoàng Tùng trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Bảo mấy ông đồ gàn lại định dạy khôn Trung ương Nhưng đến 1986 Có nghị quyết đổi mới của đảng Thì hóa ra ý kiến mấy ông đồ gàn lại rất hợp ý đảng lòng dân Chả là mấy ông này dù sao cũng có học, giàu suy nghiệm, gần dân và nhất là họ vô tư yêu nước, thương dân. Vậy nên, chớ vội cười mấy ông cụ gàn. Cờ ngoài bài trong, cứ nghe xem mấy cụ già nói gì. Mấy cụ truy tôi hay viết phản biện mà sao TBT trọng mất, bao nhiêu người ý kiến tôi là im. Tại sao mấy chuyện động trời hạ bệ nhị trụ mà tôi im? Tại sao ông Tô Lâm xuất hiện phi thường mà tôi không viết gì? Đúng là toàn những chuyện tưởng động trời, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có gì ghê gớm Mọi chuyện trong xã hội vẫn bình thường mà 99% phiếu quốc hội bầu ông đó lên Rồi 99% lại hạ ông ấy xuống Nhẹ như Thay áo Có động gì đến dân đâu Đó là chuyện nội bộ đảng thôi Đảng quyết rồi Thì quốc hội chỉ việc bấm nút Ý kiến các cụ có vẻ lộn tùng phèo Nhưng tóm lại Có mấy điểm thế này Một Ông Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành sứ mệnh Đánh chuột không vỡ bình Giờ để ông được yên nghỉ lịch sử sẽ phán xét sau có một sự chuyển tiếp thú vị là ông trọng đã thực hiện đúng tuyên bố không có vùng cấm không có ngoại lệ và ông đã để cho đốn hết những cây ông ấy chọn giống vun trồng với bao hy vọng đưa hết vào cái lò do ông ấy xây và ông ra đi đúng lúc để ông tô lâm bước lên vũ đài chính trị một cách thanh thoát lịch sử có những chuyện bất ngờ thú vị hai tôi đoán ông tô lâm lên tổng bí thư hơi bị sớm trong thư ngỏ gửi ông Tô Lâm ngày 10 tháng 1 năm 2024, tôi nêu 5 vấn đề dân bức xúc, mong ông quan tâm chấn chỉnh, nhất là công an cơ sở hành, dân quá thể, mong ông khoan thứ cho dân, nhất là sắp Tết cổ truyền dân tộc. Tôi cũng viết, khẩu hiệu, công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình, làm sai lạc bản chất của công an, khiến dân xa lánh và đối nghịch với công an. Hồi tháng 2 tháng 2020, mấy anh em an ninh có hỏi tôi, tại sao trong thư bác gửi Bộ trưởng Tô Lâm lại viết quyền lực tuyệt đối dễ tha hóa tuyệt đối tôi bảo hiện giờ ngành công an có quyền lực nhất vì nắm hết mọi chuyện của từng quan chức và mọi diễn biến xã hội muốn xử lý ai chẳng được trong ngành công an thì ông đại tướng bộ trưởng to nhất quyền sinh quyền sát còn gì còn cái câu quyền lực tuyệt đối dễ tha hóa tuyệt đối là tôi chép lại của triết gia thôi ông tô lâm là giáo sư tiến sĩ hẳn cũng nhớ câu này tôi nghĩ ông tô lâm có thể sẽ nắm quyền lực tuyệt đối nên cảnh báo ông ấy ông tô lâm cũng đã chuẩn bị rồi tôi theo dõi thấy mấy ông tam trụ kia chả ông nào có sách có bài diễn văn nào ra hồn tỏ ra có lý luận cả chỉ hai ông cho ra sách rất kịp thời là phan văn giang và tô lâm sách ông tô lâm tổ chức ra mắt rất hoành tráng mà nội dung là đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng vậy là ông ấy vừa có quyền lực vừa người bắc có lý luận đúng tiêu chí cụ trọng nêu ra rồi còn gì nữa không ngờ dự cảm của tôi lại đúng Nhưng bất ngờ là ông phải lên chủ tịch nước trước Giờ tôi lại nghĩ Cứ để ông kiêm luôn như vậy Lại tập trung quyền lực Đỡ quan liêu cồng cành tứ trụ Ba vẫn theo ông Mạc Văn Tràng Kỳ vọng gì ở ông Tô Lâm Thì các cụ thảo luận khá sôi nổi Có cụ bảo Tô Lâm kéo bẻ, kéo cánh công an lên Lại công an trị theo kiểu KGB của Putin Rồi kéo phe hưng yên Tạo ra bè phái trong đảng Dễ gây mất đoàn kết Cụ khác bảo Tô Lâm sẽ theo mô hình Tập Cận Bình, thanh lọc nội bộ và siết chặt mọi mặt đời sống xã hội. Không khéo lại thời kỳ sắt máu thì càng khổ. Chỉ sợ ông ta gắn chip từng người dân thì bỏ mẹ. Cụ thì bảo, Tô Lâm gian hùng lắm, chẳng theo Tập, chẳng theo Putin đâu. Cứ thanh kiếm với lá chắn, ông ta cai trị theo kiểu Việt Nam thôi. Đối nội công an trị, củng cố lực lượng công an đến thôn, xóm, tổ dân phố rồi. Đối ngoại thì cứ cây tre mà xài. Nhưng sẽ quan tâm hợp tác quốc tế, đa phương, đa dạng sâu rộng hơn để phát triển mạnh kinh tế nói gì thì nói cứ phải mạnh vì gạo bảo vì tiền anh mới vững được cụ khác lại bảo tô lâm không chịu là cái bóng của nguyễn phú trọng ông ta phải có những đột phá thay đổi để khẳng định mình tạo ra giai đoạn lịch sử mới chứ thời thế tạo anh hùng mà cờ đến tay thì phất mà tô lâm dám phất dám làm dám chịu đấy có cụ rất lạc quan bảo tô lâm sẽ là lý quang diệu của việt nam bước đầu ông ta phải thâu tóm quyền lực độc tài cũng được nhưng đưa đất nước hội nhập phát triển mạnh mẽ quên mẹ nó mấy cái mác lê đuôi xã hội chủ nghĩa đi không lướng vướng vào mấy cái đó sẽ tư duy thực tiễn bứt phá được cứ dấn bước đi lên rồi sau dân chủ hóa dần dần như sinh hàn đài loan là hay nhất tôi thấy tinh thần dân tộc và nhân dân rất rõ trong các phát biểu của tô lâm tôi chả dám cãi với cụ nào chỉ lắng nghe rồi nói mấy ý tô lâm là tổng bí thư chủ tịch nước có vị thế, vai trò, tâm thức khác hẳn với đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng công an. Bây giờ, ông ấy xuất hiện với một gương mặt khác, dáng vẻ khác, nói năng khác, cử chỉ giao tiếp cũng phải khác hẳn trước. Những cái đó tạo ra sự tự chuyển hóa trong Tô Lâm. Nếu không, trên sân khấu chính trị trong nước và quốc tế, ông ấy sẽ không thực hiện được đúng vai diễn của mình và sẽ thất bại. Tôi tin ông Tô Lâm là người có bản lĩnh, mưu lược, dám làm những chuyện lớn mạo hiểm một cách bất ngờ, khôn khéo, mau lẻ Tôi tin ông Tô Lâm là người nhiều trải nghiệm chính trị, xã hội, nghề nghiệp, sự đời hơn tất cả các ủy viên bộ chính trị khác khác. Ông là con người hành động thực tiễn, chắc sẽ đỡ bảo thủ giáo điều. Ông là người có nhiều suy nghiệm, thấm thía biết cái gì là tôi, cái gì là công với nước với dân, rồi lịch sử sẽ nghiêm khắc phán xét, cho nên ông phải thận trọng. Làm chính trị thì phải có phe, có ekip, ở ta hiện chỉ một đảng chính trị cầm quyền Thì trong đảng có mấy phe quan sát nhau Dè chừng nhau cũng tốt chứ sao Ông Tô Lâm phải củng cố phe Tạo nhóm ekip tin cậy để làm việc hiệu quả Đó là chuyện người lãnh đạo nào cũng phải làm Vấn đề là Phe, ekip ấy có làm được gì ít nước, lợi dân không? Đó mới là tiêu chí để đánh giá Có một điều may mắn là Cả Putin lẫn Tập Cận Bình đang cho thấy Sự ham quyền lực tuyệt đối Dẫn đến độc tài và kết cục sẽ chẳng hài ho gì. Đó là những bài học nhãn tiền mà tôi tin ông Tô Lâm chắc rất rõ rõ và sẽ tránh đi vào những vết xe này. Không dân chủ hóa, xã hội dân sự thì đất nước sẽ không phát triển hài hòa, văn minh, lành mạnh được. Đó là quy luật. Phật giáo mà độc quyền còn tha hóa đến tột cùng, huống chi các lĩnh vực khác. Nhưng cách mạng dân chủ bùng phát từ dưới lên sẽ gây hỗn loạn xã hội, nguy hiểm. Con đường dân chủ hóa từng bước như Sinh, Hàn, Đài Loan cho ta nhiều bài học và hy vọng. Nhưng quyết định biến chuyển, sự phát triển xã hội vẫn là vấn đề. Dân trí, dân khí, dân sinh. Theo tác giả Mạc Văn Trang, tóm lại, như mục ba cho thấy nhiều ý kiến khác nhau đều là suy diễn, đoán mò cả. Đừng nghe các cụ nói, hãy xem những gì ông Tô Lâm làm. Các cụ hãy buông bỏ, giải thoát khỏi những định kiến trước đây về Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, gác lại mọi chuyện cũ, để có cái nhìn mới, nhận xét, đánh giá mới, xem Tổng Bí Thư Chủ tịch Tô Lâm đang và sẽ làm được gì, ích lợi cho dân, cho nước. Hãy đợi đấy. Ngày 31 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, Đài Á Châu Tự Do Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trân với tựa đề Những tín hiệu đáng chú ý về Tô Đại Tướng. Tác giả đề cập đến phiên họp bất thường của Quốc hội ngày 26 tháng 8. Cuộc họp này chỉ kéo dài một ngày, liên quan đến việc miễn nhiệm bổ nhiệm và phê chuẩn một số vị trí quan trọng trong chính phủ. Tác giả cho biết, dư luận tập trung chú ý nhiều nhất vào khả năng thay đổi vị trí chủ tịch nước mà Đại tướng Tô Lâm đang nắm giữ. Đúng như các nguồn tin nội chính đã khẳng định, vị trí chủ tịch nước rồi sẽ được kiện toàn trước Đại hội 14, nhưng chưa phải trong kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ 8 này. Tác giả dẫn bình luận của giáo sư Zachary Abuja từ Mỹ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đại diện cho sự trở lại của các nhà tư tưởng và đạo đức những người hứa sẽ loại bỏ tham nhũng và nâng cao danh tiếng của đảng trong mắt công chúng tuy nhiên chiến dịch đốt lò của ông đã tiếp thêm sinh lực cho các nhà lãnh đạo thuộc lực lượng vũ trang tác giả nhận xét chỉ một thời gian ngắn kỷ lục tô tổng đã vượt qua tất cả những người tiền nhiệm trên nhiều phương diện khi lần đầu tiên nhập vai ngoại giao nguyên thủ tác giả đặt vấn đề liệu ông tô lâm có gửi được tín hiệu về tư duy và phương thức lãnh đạo mới nhằm xây dựng một Việt Nam dân chủ, công bằng và thịnh vượng. Ông sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc giữ cân bằng giữa đổi mới và ổn định, giữa quyền lực cá nhân và quyền lợi của các phe nhóm khác trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả đánh giá từ thời ông Hồ Chí Minh với vai trò vừa là chủ tịch Đảng, vừa là chủ tịch nước sang Trung Quốc. Đến nay chỉ có ông Tô Lâm với hai cương vị tổng bí thư, chủ tịch nước vừa rồi sang sánh vai với hoàng đế của thiên triều. Chỗ này thì ông đã vượt cả ông Trọng, lẫn các vị đảng trưởng, lẫn quốc trưởng của xứ Đông Lào. Tác giả cho hay, trước khi ông Tập gặp ông Tô Lâm khoảng 2 giờ, Bắc Kinh đã cho tàu hải cảnh húp thủng tàu của Philippines gây chấn động. Nhưng ông Tô Lâm tỏ ra không nào núng. Trong gói quà đầu tiên trao cho Trung Quốc, Tô Lâm vẫn đưa Biển Đông vào tuyên bố chung, dẫu tránh nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa tác giả nhận định bản lĩnh tô đại tướng một lần nữa được thể hiện trong việc đảm bảo vị thế của Việt Nam như là bên đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời tối đa hóa các lợi ích kinh tế và an ninh của mình Mặc dầu cuộc gặp giữa Tô Tổng và Tập Cận Bình vào sáng 20 tháng 8 cho thấy chuỗi cung ứng của Việt Nam dường như nghiêng về Trung Quốc Tác giả dẫn lời ông Shay Wester Giám đốc Bộ phận Kinh tế Châu Á tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á từ Úc cho biết, trong khi Trung Quốc tìm cách củng cố mối quan hệ trên khắp thế giới đang phát triển, Việt Nam đang ngày càng trở nên có ý nghĩa chiến lược. Trong sự cạnh tranh kinh tế rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và cần duy trì để đảm bảo rằng Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc. Tác giả trích báo chí quốc tế cho hay, giáo sư Triệu Vệ Hoa từ Đại học Phúc Đán Trung Quốc nhận xét Hoa Kỳ đã và đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ thương mại giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Áp lực từ phía Mỹ cũng được thể hiện qua việc Hoa Kỳ từ chối đề xuất của Việt Nam về việc thay đổi quy chế nền kinh tế phi thị trường, một quyết định khiến Hà Nội thất vọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chọn thăm Trung Quốc trước tiên sau khi nhậm chức và đã đạt được những kết quả khả quan từ chuyến thăm. Điều này cho thấy Hoa Kỳ không dễ dàng thay đổi được hướng phát triển của quan hệ Trung Quốc Việt Nam. Giáo sư Triệu nhận định. Và thưa quý vị, cá nhân quý vị có đánh giá ra sao về Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm? Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về việc Cựu Nguyễn Tấn Dũng từng bước âm thầm trở lại sân khấu như đã thấy ngày hôm nay như thế nào. Và để thấy hầu như không có chuyện ông Ba Dũng chấp nhận về hưu làm người tử tế khi thua cuộc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đại hội 12 như đồn đoán. Ngược dòng thời gian dễ dàng thấy, sau khi buộc phải từ giã chính trường sau đại hội 12 để tập làm người tử tế, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu có những xuất hiện trở lại sân khấu đang náo nhiệt và rầm rộ bởi chiến dịch đả mỗi diệt ruồi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày rời ghế Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Tôi rất thanh thản. Sau gần 55 năm chiến đấu, công tác, được đảng, nhà nước cho nghỉ chính sách, được trở về sống với đời thường, được thường xuyên quay quần với gia đình con cháu. Trong việc trở về sống với đời thường và làm người tử tế, người ta thấy Nguyễn Tấn Dũng đi thăm chùa Thiên Hưng tại Bình Định với những hình ảnh rất tử tế bên cạnh nhiều người mặc áo thầy tu. Tuy nhiên, chiêu trò hạ cánh an toàn với sống đời thường và tử tế không thể xuôi trèo mát mái dưới sự lãnh đạo của ông vua Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Tấn Dũng không thể và không bao giờ có cuộc sống của một thường dân với số vốn Quyền và tiền vẫn còn là một cái núi mà phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng phải vào vơ vét về. Do đó, khó cho đàn anh Nguyễn Tấn Dũng có thể vào chùa chụp hình để PR làm người tử tế trong khi đàn em đang bị Nguyễn Phú Trọng bùa vây. Sau đại hội 12, sự xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng trong buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức vụ trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên là một bước khởi đầu cho sự tái xuất giang hồ của Nguyễn Tấn Dũng tại đây bộ ba quyền lực ngày nào thao túng và cầm trịch bộ công an được tái ngộ nguyễn tấn dũng trần đại quang và tô lâm hình ảnh của nguyên bộ trưởng công an và hiện là chủ tịch nước trần đại quang trao quyết định phân công cho bộ trưởng tô lâm và trao tặng kỷ niệm trương cho nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng là một thông điệp liên minh chính trị để đối đầu với liên minh dũng quang lâm tìm cách không để cho sự cố Trịnh Xuân Thanh thứ hai đào tẩu xảy ra, Nguyễn Phú Trọng đã quyết định chui vào Đảng ủy Công an Trung ương để giám sát Tô Lâm và tìm cách kiểm soát hoạt động của Bộ Công an. Tại Sài Gòn, khi dư luận bắt đầu nóng với những tin tức về số phận của Đinh La Thăng trong chiến dịch Thanh Trừng, thì Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu xuất hiện. Đó là việc Nguyễn Tân Dũng đảm nhận vai trò giảng viên cho lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 400 cán bộ lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học này do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Dĩ nhiên Học viện này nằm trong địa bàn cai quản của Bí thư Đinh La Thăng, đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Cho dù đây là một việc rất nhỏ, nhưng là thông điệp chính trị khởi đầu để cho dư luận, nhất là thành phần cán bộ, đảng viên, biết về quan hệ của cặp bài trùm Dũng Thăng, như thông điệp tương tự về liên minh Lê Dũng, Dũng Dũng Lâm tại Tây Nguyên vào tháng trước đó. Trong cuộc đấu đá nội bộ, thông điệp chính trị gửi đến các đảng viên để tranh thủ sự ủng hộ, dù rất nhỏ nhưng là quan trọng. Mục tiêu của nó là tạo gió để có sự ngả theo chiều gió trong đảng. Dũng, Quang, Thăng đang từng bước thực hiện việc đó, với những bước chân từng bước từng bước thầm trở lại sân khấu của Nguyễn Tấn Dũng. Và thưa quý vị, trong bài viết toan tính của ông Nguyễn Phú Trọng trước Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 tháng 10 năm 2022, tác giả Lê Văn Đoành đã tiết lộ cho biết, trong hai ngày 9 và 10 tháng 9, Bộ chính trị Ban bí thư Trung ương Đảng CSVN đã nhóm họp để giải quyết những vấn đề vô cùng nan giải trong Đảng. Ngoài những nội dung đã công khai như cho ý kiến về các đề án vô thưởng vô phạt, tổng kết 35 năm đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa tầm nhìn đến năm 2045, phát triển kinh tế Tây Nguyên, Phát triển kinh tế Đông Nam Bộ thì nội dung chính thực sự quan trọng đó là sắp xếp nhân sự và thanh trừng nội bộ. Thông tin rò rỉ sau cuộc họp cho biết đã có những căng thẳng trong việc bàn cãi để chốt việc kỷ luật và một vài ủy viên bộ chính trị và các ủy viên trung ương đang nắm giữ những vị trí cốt cán. Vấn đề nhạy cảm này đã được đề cập trong phiên họp trước của bộ chính trị. Tuy nhiên, để có kết quả cuối cùng trình ra hội nghị trung ương 6 sắp tới xem xét quyết định tập thể, các bên không dễ gì nhường nhau. Đảng viên và quần chúng chỉ nghe đảng tuyên truyền rêu rao rằng mọi kỷ luật đều rất dân chủ, đúng quy trình. Nhưng thực tế khi đưa ra hội nghị thì các mức kỷ luật xem như án bỏ túi đã có cả rồi. Bộ chính trị từ sau đại hội 12 dưới thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm mọi quyền lực các ủy viên trung ương không có thực quyền trong bổ nhiệm nhân sự cấp cao và cả việc kỷ luật đảng. Mỗi kỳ triệu tập hội nghị đảng, các ủy viên có mặt và nhất trí cao theo Bộ Chính trị, nhìn họ không khác gì những nghị gật ở diễn đàn quốc hội hoặc các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Và Bộ Chính trị từ cuối năm 1997, Nguyễn Phú Trọng từng chứng kiến những gì diễn ra tại hội nghị lần thứ 12 khóa 9, họp hồi tháng 4 năm 2001. Lúc đó các ông cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh đã vận động lá phiếu ban chấp hành trung ương để loại bỏ, ngăn chặn đương kim Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu tái cử khóa 10 như thế nào. Cái kết là ông Phiêu phải ngậm ngùi, giã từ cuộc chơi. Năm 2012, chính ông Trọng và phe cánh của mình đã thất bại khi lá phiếu các ủy viên trung ương bác bỏ đề nghị kỷ luật Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị 6 khóa 11. Không lâu sau đó, ông Trọng là người trong cuộc Cây đắng nếm trải thất bại khi ứng viên Bộ Chính trị Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ do chính ông tiến cử đã bị các ủy viên Trung ương gạch bỏ tại Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5, 2013. Để dần dần thu tóm quyền lực, Nguyễn Phú Trọng đã cho ra đời Quy định hai 244 năm 2014. Từ đó đến nay, ông Trọng ngồi xổm lên điều lệ đảng, biến mình thành nhân sự đặc biệt giữ chức Tổng Bí Thư liên tục ba nhiệm kỳ, bằng nhiều cách. Ông trọng tạo cho mình quyền lực giáo chủ tối cao của Đảng độc tài. Rất nhiều đảng viên lão thành đánh giá Nguyễn Phú Trọng vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, triệt tiêu quyền dân chủ của đảng viên. Thêm nữa, Nguyễn Phú Trọng biểu hiện của vấn nạn lợi ích nhóm và tham quyền cố vị, áp đặt ý chí của cá nhân, cố tình chi phối khuynh đảo nhân sự trong Đảng. Đến thời điểm này, khi chuẩn bị bước vào tuổi 80, ông trọng vẫn khư khư không muốn chuyển giao quyền lực. Mới đây nhất, ông Trọng cho ban hành quy định số 80 ngày 18 tháng 8, 2022. Tại quy định này, thẩm quyền của Bộ Chính trị lấn át qua mặt cả ban chấp hành trung ương so với quy định cũ 115 năm 2017. Bộ Chính trị chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để ban chấp hành trung ương đảng xem xét bầu tổng bí thư, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương, ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Bộ Chính trị xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương Đảng trước khi giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn đối với các chức danh Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước, các thành viên chính phủ. Như vậy, Bộ Chính trị xem ban chấp hành trung ương như con rối và đặt họ vào chuyện đã xong, không còn gì bàn cãi nữa. Bộ Chính trị chỉ xin ý kiến trung ương khi phê chuẩn cấp phó mà thôi. Đến đây dễ thấy ý đồ của phe Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng sợ tái hiện năm 2013 khi các quân cờ mà mình sắp đặt đều bị tan tác. Ông Trọng tung ra quy định 80 nhằm dàn xếp cài cắm nhân sự phe ông ta trước khi rút lui khỏi chính trường. Chiếc kế Tổng Bí Thư đang là đích ngắm trong cuộc đua của tứ mã tranh hùng gồm Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Gần đây, ông Nguyễn Xuân Phúc bị tấn công. Người ta tung tin đồn vợ ông, bà Trần Nguyệt Thu là trùm cuối của Việt Á. Rằng bà Thu đã can thiệp dùng uy quyền của ông Phúc để sai khiến Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh tiếp tay giúp đỡ cho Phan Quốc Việt hút máu hàng ngàn tỷ bằng test kit Việt Á. Phe gia đòn hình như muốn Nguyễn Xuân Phúc dừng cuộc đua nếu không muốn nhận cái kết như Trần Đại Quang. Phạm Minh Chính cũng đang rơi vào thế khó, tứ bề thọ địch. Ông Chính được cho là người của phe 3 ít quy hoạch chức vụ từ thời 3 ít. Có vẻ truyền thông của đảng không đánh bóng nên Phạm Minh Chính rất lu mờ so với các vị tiền nhiệm. Tháng năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) bị Bộ Công an khởi tố, truy nã trong một vụ án hình sự ở Đồng Nai. Gần đây, Nhàn tiếp tục bị khởi tố ở vụ án thứ hai liên quan thông thầu tại Quảng Ninh vào năm 2012. Bà Nhàn bị đồn đoán là tình nhân của Phạm Minh Chính và thời điểm 2012, ông Chính là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Một mũi tên vô hình bắn ra thông điệp, khôn hồn thì ngài thủ tướng nên dừng cuộc chơi, ngồi nguyên tại chỗ. Nếu ông chính rút lui, như vậy cuộc đua giành ngôi vị cao nhất có thể chỉ còn song đấu giữa Vương Đình Huệ và Tô Lâm. Nhưng 30 chưa phải là Tết, Phạm Minh Chính, trùng mật vụ có hạng, đâu phải tay vừa. Về phần Tô Lâm và Vương Đình Huệ, cả hai đều sinh năm 1957, đến đại hội 14 vào năm 2026 thì đã 69 tuổi. Vương Đình Huệ ở hàng tứ trụ, muốn đi tiếp chỉ có thể tranh chiếc vé tổng bí thư. Mặc dù được Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn, nhưng Huệ chưa lấy được đa số phiếu trong bộ chính trị. Không biết đũa thần, trong tay ông Trọng có hóa giải được mọi thế cờ các phe răng ra hay không? Dự báo đoạn đường phía trước với Huệ có không ít trông gai. Tuy vị trí trong đảng, Tô Lâm xếp sau Vương Đình Huệ, nhưng quyền lực thì hơn hẳn. Tô Lâm cũng giống như Huệ, hoặc làm nhân sự đặc biệt, để tranh vé tổng bí thư khóa 14 hoặc hy vọng phép màu xảy ra để được bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ vị trí chủ tịch nước thay Nguyễn Xuân Phúc rồi sau đó tái cử. Chính trường Việt Nam luôn sôi động gay cấn. Các cuộc đấu đá chính trị có thể còn tiếp tục và mỗi phe đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình. Cầm đầu các phe phái cũng là ứng viên lãnh đạo tương lai, quyết đấu đá tác động đến chính sách để tranh giành ghế trong các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10, 2022. Các bên sẽ giản xếp, ngã giá ra sao, số phận Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng và một số chức vụ khác sẽ được định đoạt như thế nào tại hội nghị này. Chúng ta hãy chờ xem. Đặc thù chính trị của Việt Nam, nhất là nhân sự cấp cao, luôn thể hiện qua những quan hệ nhập nhằng và phức tạp. Nhưng cho dù kẻ nào thắng trong cuộc giằng co cán cân quyền lực, thì khổ cực đắng cay vẫn thuộc về nhân dân. Và thưa quý vị, sau đại hội Đảng lần thứ 12, một sự kiện không thể không nhắc tới đó là một clip video dài 30 giây của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, kiêm giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã làm dư luận nổi sóng. Trong bài phân tích thử giải tín hiệu video Trương Giang Long, tác giả Bùi Quang Vơm đã đưa ra các đánh giá cho rằng như nhiều người đã quan sát rất kỹ lưỡng và với những nhận xét rất kỹ thuật mà thực ra thì ngay cả với những người không có chuyên môn nghiệp vụ gì cũng có thể khẳng định rằng cuốn băng video này được ghi một cách chuyên nghiệp và chân thực có thể chỉ là công việc nghiệp vụ thông thường của bộ môn chuyên trách tài liệu lưu trữ. Giáo sư tiến sĩ kiêm phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân kiêm Giám đốc Đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân Trương Giang Long là con người có thật. Bài nói chuyện của ông như một buổi ngoại khóa bổ sung kiến thức cho học viên chính trị của ngành công an là có thật. Nó thuộc loại tài liệu mật và lưu hành nội bộ trong phạm vi đối tượng có giới hạn. Nếu không có sự kiện gì thì từ sau ngày được thực hiện, cuốn băng này chắc vẫn chỉ nằm trong tủ tài liệu. Cuốn băng mặc dù có những thông tin mang tính nội bộ Đảng Cộng sản, nhưng là những nội dung hầu hết cũng đã được công chúng biết đến một cách tản mạn và có thể bằng những ngôn ngữ ít nhiều khoác áo ngoại giao, có phần kín đáo hơn. Nghĩa là không có tin gì là quá mới và chẳng có gì đột ngột. Nó không có gì thuộc bí mật quốc gia đúng nghĩa, không có gì đáng để gây kích thích cho một kẻ kiếm chuyện. Như vậy, sự xuất hiện của cuốn băng trên mạng không phải là ngẫu nhiên, mà nếu không ngẫu nhiên thì phải do một tính toán. Vậy người đứng sau điều đó là ai? dễ dàng tin rằng Bộ Công an là người phóng cuốn băng này lên mạng. Mà nếu Bộ Công an là người phóng nó lên mạng, thì đối tượng mà nó hướng tới là ai? Cũng lại không khó nhận ra rằng, người mà nó muốn chuyển thông điệp là phong trào tổng biểu tình toàn quốc do cha lý nhân danh tập hợp quốc dân Việt phát động và kêu gọi đang bùng nổ, dù rất khiêm tốn, nhưng có sức ảnh hưởng, đang có xu hướng lan rộng ra cả nước, bất chấp đàn áp của tất cả mọi loại lực lượng an ninh chìm nổi. Chắc chắn, Việc dập tắt được phong trào này trước hết là một thử thách thuộc trách nhiệm cao nhất của ngành công an. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Lâm. Có gì tốt hơn là phát tán cái video với sự diễn diễn thuyết ghét tàu một cách hùng hồn của một giáo sư tiến sĩ kiêm phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân kiêm giám đốc học viện chính trị công an nhân dân. Qua video này, Trương Giang Long muốn gửi ra thông điệp Đảng Cộng sản chưa bao giờ quên Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp chỉ có điều chống lại âm mưu xâm chiếm của chúng như thế nào. Nếu để chúng có cớ chiếm ngay thì Việt Nam chưa tự mình đủ sức. Đánh nhau với Tàu không giống đánh với Pháp và với Mỹ. Nhưng nếu ngả theo Mỹ ngay thì một là đẩy quá nhanh sự đối địch với Tàu, thiệt hại kinh tế sẽ không thể bù đắp. Hai là trong khi chưa đủ sức tự chủ mà rơi vào ảnh hưởng của Mỹ thì sẽ cũng không giữ được chủ quyền. Như vậy sẽ thoát hang hùm để rơi vào hang cọp một lựa chọn mà đảng cộng sản muốn bộc lộ công khai toàn tâm toàn ý là hợp tác với nhật bản nhật không có mưu đồ hay dã tâm sân chiếm đất việt nhật là một đất nước giàu mạnh một nền dân chủ tiến bộ nhưng nhật bản hợp tác với việt nam cũng vì cần việt nam như một đồng minh cùng bảo vệ lẫn nhau và sống chết có nhau nhật không nhìn việt nam với con mắt khác biệt về thể chế không cần biết tới chế độ chính trị là dân chủ thật hay giả vì vậy mà Việt Nam hợp tác hết lòng với Nhật. Với Nhật, Việt Nam hợp tác triệt để, không có một giới hạn nào, không một tính toán riêng rẽ nào. Người Việt đã chơi với bạn thật thì hết lòng, chỉ còn cái xà lọn cũng chơi, hiến cả vợ cho bạn cũng không tiếc. Và Nhật là ai? Là Mỹ. Mỹ tại châu Á. Miễn là Mỹ cũng như Nhật thì Việt Nam cũng sẽ hết lòng. Nghĩa là Mỹ hãy cũng như Nhật, không câu nệ khác biệt thể chế. Hãy thừa nhận chế độ đảng cầm quyền hiện nay như mọi chế độ khác và không âm mưu kết hợp mọi thủ đoạn để tìm cách lật đổ chế độ. Đó là thông điệp với chính phủ Mỹ. Sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7 năm 2015, loại thông điệp này có lẽ đã được chính phủ Obama tiếp nhận và bắt đầu có những tín hiệu kiểm chứng và thử thách để đi vào thực chất. Nhưng Obama đã không còn thời gian và cái trớ trêu của duyên phận chế độ ông Nguyễn Phú Trọng là tổng thống mới của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump lại là người căm ghét không chỉ các chính sách của ông Obama mà có lẽ cả cá tính cũng không chấp nhận nhau. Cho nên, việc tung cái video này thì người thứ hai là Donald Trump, người thứ ba mới là Tàu. Không phải là chỉ có Tập Cận Bình đâu, ai lên cũng sẽ vậy, mãi mãi như vậy, chiếm cho kỳ được Việt Nam mới thôi. Ông Trương Giang Long nhấn đi nhấn lại lời của ông Tô Lâm nói với ngài tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam rằng ngài đừng có đi theo các vết chân cũ, các vết xe thất bại của các người đi trước ngài. Nghĩa là đừng có câu kết với các phần tử nhân danh nhân quyền để lật đổ chế độ của chúng tôi, các ngài sẽ lại thất bại. Trung Quốc đã khôn ngoan hơn và đã biết lách cái khập khiễng này bằng cách nhất thể hóa. Còn ở Việt Nam, các ông trên chóp bu chính quyền còn vướng chân nhau như gà mắc tóc và thông điệp gửi cho tàu các vị có hàng trăm đặc tình cài cắm, chúng tôi biết hết, nắm hết, không làm gì được đâu. Các vị cứ bỏ tiền ra đi và các vị sẽ biết rằng mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc. Bằng cách nào dù thâm độc đến đâu thì người Tàu cũng vĩnh viễn không có chỗ trên mảnh đất Việt Nam. Nhưng bản thân việc tung một video như vậy lên mạng chỉ bộc lộ một chút ý tưởng phản bội tổ quốc, bán nước cho Tàu thì dù bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào sẽ bị dân tộc trừng trị. Phải chăng, đó cũng chính là thông điệp mà dân chúng muốn chuyển tới nhà cầm quyền. Hãy đừng phản bội dân, đừng bán nước cho tàu, hãy bảo vệ dân, đứng cùng phía với dân. Đừng có đàn áp dân mỗi lần dân đứng dậy vì nguy cơ mất nước, mỗi lần sinh mệnh dân tộc bị đe dọa. Hãy là chính quyền của dân, không đánh dân để bảo vệ quyền lợi của giặc. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức năm 2017 và câu chuyện vào thời điểm đó, theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chơi sỏ khi cho rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chỉ còn cách là đem Tô Lâm ra là dê tế thần để cứu danh dự quốc gia. Có những đồn đoán cho rằng một trong những lý do ông Trần Đại Quang bị mắc bệnh lạ cũng bởi lý do vừa kể. Trịnh Xuân Thanh được coi là đầu thú từ cuối tháng 7 năm 2017, sau đó bị kết án trung thân. Sự việc cho đến nay được Đức xác định là bắt cóc do phía Việt Nam gây ra. Đây hoàn toàn là hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đối với Đức Quốc. Trong đó, Nguyễn Hải Long, một trong những kẻ tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã bị kết án 3 năm 10 tháng tù vào hôm 25 tháng 7, 2018. Dù kháng cáo, nhưng dư luận cho rằng khả năng giảm án cho Nguyễn Hải Long không cao, bởi nền tư pháp khoa học và nghiêm minh không chỗ cho những gian dối tồn tại. Ngày 26 tháng 2, 2019, trang báo Bout DEA cho biết, sau chuyến thăm Đức của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, một nguồn tin từ giới ngoại giao có thẩm quyền tại Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin đã cho tờ Thoi Bao DE biết rằng chính phủ Đức vẫn tiếp tục đình chỉ hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Nguyên văn như sau. Nhập cảnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam hiện nay là không thể được. Như vậy là trong chuyến đi làm việc tại Đức từ ngày 20 và 21, 2 giây 2019 Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng phải xin visa vào Đức. Thông tin trên cho thấy Đức vẫn giữ nguyên tình trạng căng thẳng đối với Việt Nam. Ngoài Nguyễn Hải Long, dư luận cũng biết được, còn một loạt các tướng tá cấp cao của giới công an Việt Nam trực tiếp chỉ đạo và tham gia vào đường dây bắt cóc xuyên quốc gia này. Trong đó, hai nhân vật Tô Lâm và Đường Minh Hưng được nhắc đến nhiều nhất. Ngày 29 tháng 1, 2019, bộ trưởng bộ công an tô lâm được nguyễn phú trọng với tư cách chủ tịch nước phong đại tướng dư luận cho rằng sau hàng loạt bê bối trong giới công an như phan văn vĩnh nguyễn thanh hóa bảo kê cho tệ nạn bài bạc cũng như trần việt tân bùi văn thành chống lưng cho vũ nhôm và nhiều vấn đề khác nó chứng tỏ tô lâm không xứng đáng với lon đại tướng nếu không bị giáng cấp đã là một điều may mắn về đối nội việc tô lâm trở thành đại tướng là một điều không thể chấp nhận về đối ngoại, với vụ Trịnh Xuân Thanh, càng cho thấy Tô Lâm thăng quân hàm là một hành động phi ngoại giao của nhà cầm quyền Việt Nam, nếu không muốn nói là một thách thức ngạo mạn đối với đức nguyên tắc bất di bất dịch của tất cả các nước mà nhà cầm quyền Việt Nam không thể không biết. Một khi an ninh quốc gia bị đe dọa, buộc họ phải hành động, hành động triệt để và không dung thứ cho đến khi kết quả hiển hiện. hiện chính vì lẽ đó đức quốc không miễn trừ ngoại giao cho việt nam là điều dễ hiểu và nó như một thông điệp rõ ràng chuyển đến cho nhà cầm quyền việt nam dường như không hề nhận ra nhà cầm quyền việt nam vẫn cử phạm bình minh tới đức để cầu hòa và xin viện trợ bộ chính trị có lẽ vẫn dùng ngạn ngữ suy bụng ta ra bụng người theo văn hóa chín bỏ làm người khi ứng xử với đức quốc nói cách khác nhà cầm quyền vn dùng văn hóa độc đảng toàn trị áp vào văn hóa đa đảng dân chủ Thất bại là điều hiển nhiên. Dù Đức chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với VN, nhưng người Cộng sản Việt Nam phải hiểu nguyên tắc có đi có lại trong thông lệ ngoại giao quốc tế. Huống chi, một khi Đức xác định Tô Lâm, Đường Minh Hưng và các viên công an khác là tội phạm. Điều này có nghĩa, ngoài việc giao nộp họ, nhà cầm quyền Việt Nam không thể nối lại quan hệ đối tác chiến lược với Đức bằng cách vuốt ve, xin lỗi và trả Trịnh Xuân Thanh về Đức là xong. Một khi Đức yêu cầu, Bộ Chính trị nên khuyên Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Đường Minh Hưng và các viên công an tham gia vào đường dây bắt cóc hãy vì đại cục mà hy sinh ngồi tù vài năm tại Đức, sau đó có thể về VN vui thú điển viên. Đặc biệt phải tự thú với lý do vì quá nôn nóng việc nước, chứ không do bất kỳ ai chỉ đạo họ sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Trong trường hợp vì tình đồng chí, nhà cầm quyền Việt Nam quyết không giao nộp Tô Lâm, Đường Minh Hưng, vân vân điều này đồng nghĩa sự nghiệp chính trị của tô lâm đường minh hưng chấm dứt cả hai ông này không còn có khả năng xuất ngoại với lệnh truy nã quốc tế mà trường hợp giang trạch dân là một ví dụ để suy ngẫm tuy nhiên điều rất đáng lo ngại cho đảng cộng sản việt nam nếu không giao nộp tức là càng thách thức và càng phơi bày việc xâm phạm an ninh quốc gia đức quốc quá rõ từ đó một hiệu ứng dây chuyền toàn eu rất dễ xảy ra hậu quả thật khôn lường Bộ trưởng Công an Tô Lâm là người áp giải Trịnh Xuân Thanh về nước. Bộ trưởng Công an Tô Lâm chính là người trực tiếp áp giải Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia về lại Việt Nam, sau khi thuộc cấp là Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh Trung tướng Đường Minh Hưng, chỉ huy cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin và trở sang thủ đô Bratislava của Slovakia. Theo xác nhận của cảnh sát Slovakia, Tô Lâm đã nhận được sự hỗ trợ của ông Robert Kalinyak, cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia trong cuộc bắt cóc này. Theo phối hợp điều tra bởi tờ báo Denny N. của Slovakia và nhật báo lớn Frankfurter Allgemeine FAZ của Đức, các nhân viên cảnh sát bảo vệ của Slovakia có nhiệm vụ hộ tống phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt tại thủ đô Bratislava, đã xác nhận bộ trưởng công an Việt Nam đã gặp và ăn trưa với ông Robert Kalinyak tại khách sạn Borik vào ngày 26-7-2017. Lý do được đưa ra là để thảo luận về một khu công nghiệp gần Hà Nội, trong đó có các công ty Slovak tham gia. Cần nhắc lại là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc vào 1040 sáng ngày 23 tháng 7, 2017, tại Berlin. Tại khách sạn Boric, phái đoàn của Tô Lâm đã đưa ra một yêu cầu khác thường với viên cảnh sát Slovakia tên Jan Hát. Muốn có thêm một chiếc xe khác trong đoàn ô tô đi về phi trường, và chiếc xe này cần mang biển hiệu nước sách. Đó là chiếc xe đang đậu tại bãi đậu xe của khách sạn, trong đó có Trịnh Xuân Thanh. Điều này trùng hợp với điều tra của Đức trước đó. Dựa vào dữ liệu GPS từ chiếc xe dùng bởi những kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, điều tra viên của Đức đã xác định rằng vào thời điểm Tô Lâm gặp Robert Kalinak, chiếc xe đó đang nằm ở bãi đậu xe của khách sạn Boric. Từ đó, theo nhật báo FAS Văn phòng điều tra hình sự của Berlin đã hầu như không nghi ngờ gì rằng cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được đặt dưới sự bảo hộ của phái đoàn Tô Lâm. Chi tiết cuốn phim đặc vụ Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được mô tả cụ thể như sau. Berlin, Đức Chủ nhật 23 tháng 07, 2017. Hai người từ một chiếc xe van mang biển số nước Séc lôi bắt Trịnh Xuân Thanh khi Thanh đang đi bộ trên đường phố Bá Linh. Trịnh Xuân Thanh bị trở về đại sứ quán CSVN tại Ba Linh, sau đó trở đến thành phố Brno của Séc, trước khi đến thủ đô Bratislava của Slovakia. Bratislava, Slovakia, thứ ba 25 tháng 07, 2017. Vào lúc 3:30 chiều, văn phòng bảo vệ yếu nhân và công cán ngoại giao của Slovakia nhận lệnh sẵn sàng cho chuyến viếng thăm bất ngờ của một phái đoàn Việt Nam. Một số cận vệ rất ngạc nhiên, thì các chuyến thăm tương tự thường được lên kế hoạch vài tuần trước đó phi trường Bratislava, Slovakia. Thứ tư 26 07 2017. Vào một 07 trưa, một máy bay của chính phủ Slovakia trên đó có phái đoàn CSVN dẫn đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm từ Praha đáp xuống Bratislava. Đây là lần đầu tiên Slovakia cung cấp cho phái đoàn CSVN một chiếc máy bay của chính phủ Slovak. Nhân viên cảnh sát cho đây là một việc đáng ngờ vì thường máy bay chính phủ không không được cho các quốc gia nước ngoài mượn. Điều này đã được xác nhận bởi những câu trả lời do Bộ Nội vụ cung cấp. Việc cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinyak của Slovakia cho phái đoàn Tô Lâm mượn máy bay là để đáp ứng một tình huống bất thường. Tháp Tùng theo phái đoàn Tô Lâm là đại diện của Bộ Nội vụ, ông Radovan Chulak, người được xem sẽ là nhân chứng quan trọng trong vụ Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Vào 1 trên 20 trưa, đoàn xe gồm hai limousine và 5 mô tô cảnh sát rời phi trường Bratislava. Viên cảnh sát chỉ huy cuộc hộ tống là Jan hát Người lái chiếc limousine chở Tô Lâm là viên cảnh sát Igor M, một limousine khác chở các thành viên khác của phái đoàn do cảnh sát xét viên Lukas H. Martin K. lái. Theo cảnh sát, yêu cầu của Bộ Nội vụ cần có đến 5 mô tô hộ tống cũng là điều bất thường. Hotel Boric thủ đô Bratislava, Slovakia, thứ tư 26 tháng 07, 2017. Bộ trưởng nội vụ Robert Kaliniak đang chờ ở phía trước khách sạn Boric, là một khách sạn của chính phủ dành cho các viên chức ngoại giao nước ngoài. Ông Kaliniak liên tục trên điện thoại, có lúc căng thẳng, đôi khi to tiếng trên phone và có nói đến hai chữ hộ chiếu. Cùng lúc, ba chiếc xe van được thuê mướn từ thủ đô Prague của Cộng hòa Séc và một chiếc Lexus SUV đã đang đậu tại bãi đậu xe của khách sạn. Trong một chiếc xe van là Trịnh Xuân Thanh mang nhiều thương tích vì bị đánh và thất thần vì bị tiêm thuốc. Lúc đó, cảnh sát Slovak không biết có sự hiện diện của Trịnh Xuân Thanh. Sau này, nhờ điều tra lại các định vị GPS gắn trên xe van, cảnh sát Berlin xác nhận ba chiếc xe thuê đã hiện diện tại khuôn viên khách sạn Boric. Một 35 trưa, phái đoàn Tô Lâm và đoàn xe hộ tống về đến khách sạn Boric. Cuộc họp giữa Bộ trưởng Công an CSVN Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak diễn ra ngay sau đó. Trong khi hai bộ trưởng họp, phái đoàn Việt Nam bất ngờ yêu cầu viên cảnh sát chỉ huy cuộc hộ tống Jan cộng thêm một chiếc xe van mang biển số nước Séc vào danh sách đoàn xe cần được hộ tống bên cạnh hai chiếc limousine. Jan Hat không biết đó là chiếc van có chứa Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, theo nguyên tắc và những tiêu chuẩn dành cho các loại xe, dành cho khách ngoại giao, cộng thêm một xe van là một yêu cầu bất thường và không đúng thông lệ. Sau khi tham khảo với cấp chỉ huy, ông Jan Hát không cho phép phái đoàn Tô Lâm dùng chiếc xe van mướn, mà thay vào đó là một xe van cảnh sát. Người tài xế của chiếc xe van cảnh sát này là ông Mikhail đại diện của Bộ Nội vụ, ông Radovan Chulak, đã ra lệnh cho Mikhail đưa Trịnh Xuân Thanh từ xe van biển hiệu Séc sáng sang xe van cảnh sát Slovak. Ông Radovan Chulak nói rằng đây Trịnh Xuân Thanh là một người Việt Nam bị say rượu, té xuống cầu thang và phải tìm cách cho khuất mắt Bộ trưởng Tô Lâm để ông Bộ trưởng nước ngoài không bị lúng túng, khó xử. Ông cũng nói rằng Bộ trưởng Robert Kalinak biết chuyện này và nó liên quan đến lợi ích quốc gia. Viên cảnh sát Michal C. là người Slovak đầu tiên nhìn thấy Trịnh Xuân Thanh khi Trịnh Xuân Thanh đổi xe. Phi trường Milan Rastislav thủ đô Bratislava, Slovakia, thứ Tư 26 tháng 07, à hành trình 17, đoàn xe hộ tống và phái đoàn Tô Lâm đến sân bay Milan Rastislav Stefanik vào đúng 2.29 chiều. Trước sự chứng kiến của viên chỉ huy an ninh phi trường, ông Lubos F. Marian M., cả đoàn xe chạy thẳng đến phi cơ và không qua bất kỳ thủ tục kiểm tra nào của cảnh sát sân bay. Bộ trưởng Công an Tô Lâm là người bước vào máy bay đầu tiên, tiếp theo là 11 cán bộ công an, mật vụ tình báo Việt Nam. Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Trung tướng Lê Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Phạm Văn Hiếu, Lưu Trung Việt, Vũ Quang Dũng, Vũ Hồng Minh, Phạm Minh Tiến, Đào Công Duy, Vũ Trung Kiên, Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Thế Đôn. Người sau cùng được mật vụ Việt Nam kẹp nách lôi lên máy bay là Trịnh Xuân Thanh. Hai viện 50, chiếc máy bay của Bộ Nội vụ Slovakia với người bắt cóc và kẻ bắt cóc. Tô Lâm và Trịnh Xuân Thanh cất cánh trực chỉ Moscow. Sau khi tham khảo với cấp chỉ huy, viên cảnh sát gián hát đồng ý sẽ có thêm một chiếc xe, nhưng là xe cảnh sát thay vì xe tư nhân như phái đoàn Tô Lâm yêu cầu. Vì vậy, Trịnh Xuân Thanh phải đổi sang xe cảnh sát Slovakia để cùng với phái đoàn ra phi trường. Đó là lúc cảnh sát Slovakia thấy Trịnh Xuân Thanh có nhiều vết thương, xây sẩm và phải có người trợ giúp đi đứng. Theo trình bày của cảnh sát Slovakia, đoàn xe chạy nhanh ra phi trường và chạy thẳng đến phi đảo. Bộ trưởng Tô Lâm là người đầu tiên bước lên chiếc phi cơ của chính phủ Slovak. Trịnh Xuân Thanh là người cuối cùng bước lên phi cơ và được dìu bởi hai người Việt Nam khác. Chừng một tuần sau, tại Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tuyên bố với báo chí chưa có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước như mạng xã hội loan truyền. Và thưa quý vị, vào thời điểm đó, theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Chỉ còn cách là đem Tô Lâm ra là dê tế thần để cứu danh dự quốc gia. Việc Bộ trưởng Tô Lâm có mặt và chỉ huy cuộc áp tải Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia về Việt Nam để đầu thú đã trở thành sự thật hiển nhiên. Có bằng chứng, nhân chứng không thể chối cãi. Hà Nội không thể nào đổ thừa cho cấp dưới lộng hành. Và Slovakia đã không còn cách nào khác là phải tạm ngưng mọi quan hệ ngoại giao với nhà cầm quyền Việt Nam. Việc tô lâm đích thân chỉ huy cuộc bắt cóc người trái phép cho thấy đây phải là chủ trương và quyết định chung của bộ chính trị, trong đó những quan chức đứng đầu nhà nước, quốc hội đều là thành viên tham gia vào tiến trình thảo luận và trung quyết. Do đó, chịu trách nhiệm về hành vi sai trái tại Đức và Slovakia cũng thuộc về nhà nước Việt Nam. nặng nề và làm mất mặt chính phủ Slovakia là tô lâm đã không lén lút áp tải Trịnh Xuân Thanh về nước hoàn toàn không có dinh líu bất cứ điều gì từ nhân sự đến phương tiện của Slovakia ngược lại Tô Lâm đã lợi dụng những ưu đãi ngoại giao để sử dụng cảnh sát và chuyên cơ của Slovakia và gián tiếp biến Slovakia thành tổng phạm khi sự việc đổ bể thể diện quốc gia của Slovakia bị tổn thương và phải nói là bị sỉ nhục nguy cơ mà Hà Nội đối diện không chỉ dừng lại ở quan hệ ngoại giao với Đức và Slovakia mà còn đối với toàn EU vì hai nước này là thành viên của Liên minh Âu Châu những thương thảo chính trị, kinh tế, đặc biệt là việc ký kết EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Âu Châu, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu Hà Nội tiếp tục im lặng không trả lời những nghi ngờ của Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajčák của Slovakia đặt ra cho Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của tại New York khác với truyền thống chìm xuồng thường xảy ra tại Việt Nam bằng cách cứ ngâm tôm sự việc. Đảng và nhà nước Việt Nam sẽ không thể trốn tránh và cho vụ việc bốc hơi bằng sự im lặng và kéo dài thời gian. Lý do là Viện Công tố Slovakia đã khởi sự truy tố hình sự những cá nhân liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vụ việc không còn nằm riêng trong sân chơi của hành pháp Slovakia mà đã bị lập pháp Slovakia nhúng tay vào. Và vì thế, mọi thương thảo chính trị phải xếp hàng đứng sau tiến trình xét xử của tòa án và quy luật pháp lý cũng khác với truyền thống, hối lộ, mua chuộc để giải quyết mọi việc mà Ba Đình nghĩ rằng sẽ thành công trong nhiều tình huống. Chính phủ Slovakia đã phớt lờ những trò hối lộ của Ba Đình là sẽ gia tăng đầu tư và thương mại. Của Slovakia với Việt Nam Cách giải quyết khả thi nhất cho Ba Đình là đem Tô Lâm ra làm dê tế thần. Tô Lâm phải bị chính công an Việt Nam bắt giữ, bị kết tội là đã tự ý làm sai. Chính phủ cụ thể là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không được thông báo về phi vụ bắt cóc và Tô Lâm cùng đồng bọn tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ bị dẫn độ sang Slovakia và cả Đức để hầu tòa. Mặc dù ai cũng biết thủ phạm chính, kẻ bật đèn xanh và ra lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Nguyễn Phú Trọng, nhưng Slovakia và Đức sẽ ok và chấp nhận con dê Tô Lâm mà Hà Nội buộc phải đem ra tế thần. Và thưa quý vị, Liên tục chương trình chúng tôi đến với quý vị bản tin chiến sự Ukraine ngày 1 tháng 9 năm 2024 với các tin tức trọng tâm. Thứ nhất, Tổng thống Zelensky đã cách chức tư lệnh lực lượng không quân Ukraine vào hôm qua. Theo AFP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 30 tháng 8 tuyên bố cách chức tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk sau khi được thông báo về việc một chiến đấu cơ F-16 do Washington cung cấp cho Kiev bị rơi. Mặc dù Tổng thống Zelensky không giải thích lý do đưa ra quyết định này, nhưng việc ông Oleschuk bị cách chức chỉ một ngày sau thông báo nói trên có thể ngầm hiểu rằng nguyên thủ Ukraine quy trách nhiệm cho tư lệnh không quân trong vụ chiếc F-16 bị rơi. AFP nhắc lại rằng từ hai năm qua, Kyiv đã liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp cho Ukraine những chiến đấu cơ quý giá này để chống lại quân đội Nga. Theo quân đội Ukraine, vụ rơi máy bay xảy ra trong cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và drone của Nga hôm 26 tháng 08, nhưng chính quyền Kiev không cung cấp thông tin cụ thể nào. Theo Mariana Bezugla, dân biểu Ukraine và thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, chiếc F-16 đã bị hệ thống phòng không Patriot bắn nhầm do có sai sót trong khâu phối hợp giữa các đơn vị. Bà Bezugla bất bình khi nhấn mạnh, đây là lần thứ ba một máy bay Ukraine bị chính lực lượng phòng không nước mình bắn hạ đồng thời bà đã kích gay gắt bộ chỉ huy quân sự Ukraine. Về phần mình, trước khi bị cách chức, tư lệnh không quân Mykola Oleschuk đã cam kết sẽ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn và khẳng định sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Ông Oleschuk cũng cáo buộc Mariana Bezugla tìm cách làm mất uy tín của các quan chức quân sự cấp cao Ukraine. Vấn đề thứ hai cuộc đột kích của Ukraine ở Kursk đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của quân đội Nga và khiến Điện Kremlin rơi vào khủng hoảng. Tờ The Hill nhấn mạnh, cuộc đột kích sâu rộng của Sersky vào tháng 8 không chỉ phá vỡ những điều cấm kỵ trên chiến trường mà còn bộc lộ những dấu hiệu hỗn loạn bên trong Điện Kremlin. Trọng tâm hiện đã chuyển từ Kiev sang giới tinh hoa cầm quyền của Nga và khả năng nắm quyền lực ngày càng mong manh của họ. Tóm lại, là không thể cùng lúc có cả Udon và Kursk được. Putin đang ở trong một tình thế cực kỳ khó xử và từ bỏ một trong hai điều đó sẽ là tự sát chính trị. Và thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu bằng bản tin về tình hình chiến sự. Trên lãnh thổ Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ESW đưa tin cho biết, trên bản đồ chiến sự, theo hướng Kupiansk, quân xâm lược Nga đã chiếm được Stelmachovka, quận Svatovsky, vùng Lugansk. Theo hướng Pokrovsky, chúng cắm cờ ở khu vực nông thôn gần Karlovka và tiến vào Novogradovka gần Donetsk, quân xâm lược tiến về phía bắc Konstantinovka và phía tây nam Pobeda. Còn phần chiến tranh trên lãnh thổ của Nga, lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, thành phố Suza, tỉnh Kursk đang hứng chịu pháo của Nga bắn vào chính dân cư Nga đang còn sống ở đó. Quân Nga đang phá nát Sudza ở vùng Kursk bằng pháo kích. Quân đội Ukraine lưu ý rằng quân đội Nga đang quét sạch thành phố của chính họ khỏi mặt đất bằng bom lượn Kabeb, pháo binh và máy bay không người lái Kamikaze. Mới hôm qua, CAB đã phá hủy một trường mẫu giáo và máy bay tấn công khu vực tư nhân. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiết lập nguồn cung cấp nước ở Sucha và đang hỗ trợ y tế cho người dân địa phương. Hôm nay trên hướng Kursk, quân Ukraine đã bắn một chiếc UAV Orion, loại này nặng hơn một sải cáng 16 mét, là loại của quý của Nga. Như lực lượng không quân cho biết, chiếc máy bay không người lái này đã được đưa vào phục vụ Liên bang Nga từ năm 2020. Nó có thiết bị trinh sát và có thể mang theo bốn loại đạn dược, bao gồm cả tên lửa không đối đất. Ukraine đã chuyển cho Mỹ danh sách các mục tiêu cần sử dụng tên lửa Atakams trên lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umarov trong cuộc gặp với các quan chức Mỹ đã bàn giao danh sách các mục tiêu trên lãnh thổ quốc gia xâm lược mà Kiev muốn tấn công bằng tên lửa tầm xa Atak-MS của Mỹ người đứng đầu bộ quốc phòng đã nêu điều này trong một cuộc phỏng vấn với cnn ông lưu ý rằng ông đã có cuộc hội đàm với các quan chức mỹ về việc dỡ bỏ hạn chế đối với việc ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ nga ông nói chúng tôi đã giải thích những biện pháp mà chúng tôi cần để bảo vệ công dân khỏi cuộc khủng bố của nga mà người nga đang gây ra cho chúng tôi vì vậy tôi hy vọng rằng chúng tôi đã được lắng nghe bộ trưởng umerov cũng cho biết ukraine đã cung cấp cho phía mỹ danh sách các mục tiêu mà kiev muốn tấn công bằng tên lửa attack ms bước đi tương ứng đã được truyền thông mỹ công bố trước đó vài ngày chúng tôi chứng minh rằng các sân bay mà quân đội nga sử dụng để tấn công các thành phố của chúng tôi đều nằm trong tầm tấn công sâu đồng thời ông đảm bảo rằng ukraine sẽ tiếp tục kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của ukraine Xin nhắc lại, trước đây đã có thông tin rằng Hoa Kỳ không muốn cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAT MMS ở vùng Kursk. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho biết có 245 cơ sở quân sự của Nga nằm trong phạm vi của ATAT Và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa ký hai hợp đồng mua vũ khí kỷ lục, hợp đồng lên tới 1,3 tỷ đô la với Raytheon và Lockheed Martin để sản xuất tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin. Trong đó, đến 4.000 tên lửa trong hợp đồng này sẽ được chuyển giao cho Ukraine trước. Và hợp đồng thứ hai trị giá 3,43 tỷ đô la cho riêng đạn MLRS HIMARS. Phần lớn đạn của hợp đồng cũng được chuyển giao cho Ukraine trước, tức có nghĩa ngay lúc nào nằm góc có thể lấy hai loại này từ kho dự trữ chiến lược để chuyển cho Ukraine. Việc sản xuất theo hai hợp đồng nói trên sẽ bù đắp lại tương ương ứng. Còn bà chủ tịch EU Leyen đã nói thẳng mặt Hungary và Slovakia rằng Họ đổ lỗi chiến tranh không phải cho kẻ xâm lược, mà cho bên bị xâm lược. Không phải cho lòng ham muốn quyền lực của Putin, mà cho khát vọng tự do của Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chỉ trích Hungary và Slovakia thân Nga và đặt câu hỏi. Vì vậy, tôi muốn hỏi họ, liệu bạn có bao giờ đổ lỗi cho người Hungary về cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1956 không? Bạn có bao giờ đổ lỗi cho người Séc về sự áp bức của Liên Xô năm 1968 không? Hành vi của điện Kremlin là xấu xa và tàn bạo vào thời điểm đó và nó vẫn xấu xa và tàn bạo cho đến ngày nay. Đan Mạch, quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Thủ tướng Đan Mạch cho biết đã sẵn sàng cung cấp máy bay F16 cho Ukraine ngay từ đầu chiến tranh. Tôi rất tiếc vì việc chuyển giao máy bay F16 mất quá nhiều thời gian. Cá nhân tôi đã sẵn sàng chuyển giao chúng cho Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến nhưng đã có một cuộc thảo luận dài về việc liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Thủ tướng Đan Mạch Met Frederiksen phát biểu tại hội nghị Gilobsek ở Prague hôm nay và không nêu rõ ai là người đã làm chậm tiến độ chuyển giao máy bay, nhưng bày tỏ niềm tin rằng nhiệm vụ vẫn còn đối với Ukraine là nhận được toàn bộ vũ khí cần thiết từ phương Tây. Không thể chiến thắng nếu không có vũ khí. Và cách duy nhất để chiến thắng là cung cấp cho người dân Ukraine những gì họ cần, bà nhấn mạnh. Bà cũng xác nhận rằng Đan Mạch không hạn chế việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 mà nước này đã chuyển giao cho Ukraine. Chúng tôi không đặt ra hạn chế đối với việc sử dụng F-16, chỉ cần tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngoài ra, không có hạn chế nào đối với việc sử dụng, bà giải thích. Theo thống kê, đến lúc này, Đan Mạch đã chi đến 74,5% ngân sách quốc phòng của họ cho Ukraine và là quốc gia cung cấp quân sự cho lớn nhất cho Ukraine. Kế đó là Thụy Điển, Phần Lan. Trong khi đó, Romania sẽ đệ trình lên quốc hội nước này vào ngày 2 tháng 9 việc chuyển giao 1 7 hệ thống phòng không Patriot mà họ đang sở hữu cho Ukraine. Chính trụ gia đối lập của Nga, Yakovenko nói, Putin không quan tâm đến đất nước lần rành đời. Thực sự của nhà đặc tai là mạng sống của ông ta. Chiến dịch của Ukraine ở vùng Kursk đã xóa bỏ tất cả những làn ranh đỏ mà cơ quan tuyên truyền Nga đã dày công vẽ ra cho phương Tây trong nhiều năm. Theo học thuyết hạt nhân của Nga, sau khi quân đội Ukraine xuất hiện trên lãnh thổ Nga, nhà độc tài Nga Vladimir Putin lẽ ra đã phải sử dụng mọi nguồn lực sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nhưng điều này đã không xảy ra. Do đó, Cây gậy hạt nhân mà Putin đã tích cực vung vẩy với phương Tây đơn giản là đã mất đi sự cấp thiết, nhà độc tài, không quan tâm đến nước Nga. Điều duy nhất khiến ông ta thực sự lo lắng là mạng sống của chính mình. Ý kiến này được chính trị gia và nhà báo đối lập Nga Igor Yakovenko bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với Obeos UA. Theo lời ông, chiến dịch Kursk của Ukraine cho thấy không có gì đằng sau làn danh đỏ do Putin vạch ra. Và binh lính Ukraine đã đánh bật cây gậy hạt nhân khỏi tay nhà độc tài già nua Điện Kremlin mà ông ta liên tục vung vẩy. Tất cả những lần danh đỏ của Putin giống như loại mực biến mất, bởi vì theo cương lĩnh về an ninh quốc gia và học thuyết hạt nhân của Liên bang Nga, Putin để đáp trả lại sự xâm lược lãnh thổ của đất nước mình, nước Nga, bởi quân đội nước ngoài đã phải sử dụng mọi nguồn lực, đặc biệt là bộ ba hạt nhân bao gồm hàng không chiến lược, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm tên lửa hạt nhân. Rõ ràng là hành vi đe dọa hạt nhân của Putin trên thực tế đơn giản là đã không còn tồn tại. Điều này đang trở nên rõ ràng, ông Yakovenko khẳng định. Tình hình cũng sẽ không thay đổi ngay cả khi quân đội Ukraine tiến tới nhà máy điện hạt nhân Kursk hay chính thủ đô Moscow. Theo tôi, lần danh đỏ đối với Putin là cuộc sống cá nhân sự tồn tại cá nhân của ông ta đây là lằn ranh đỏ duy nhất tồn tại đối với ông ta nhìn chung Putin hoàn toàn không quan tâm đến nga kursk hay khu vực moskva chỉ có sự sống còn về thể chất của cá nhân là quan trọng đối với ông ta còn mọi thứ khác không quan trọng chính trị gia đối lập nga nhấn mạnh ông đặt vấn đề đã có bao nhiêu tối hậu thư mà chính quyền nga đã đưa ra trong cuộc chiến toàn diện Họ đe dọa, gần như sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh hạt nhân trước hầu hết mọi quyết định của phương Tây về việc chuyển giao một số vũ khí nhất định cho Ukraine. Ông Yakovenko nói, hãy nhớ rằng, đã có bao nhiêu lần danh đỏ trong suốt hai năm rưỡi chiến tranh quy mô lớn này, chẳng hạn như Ukraine không được cung cấp xe tăng, vì đây là lần danh đỏ, Putin sẽ tức giận và giáng đòn bom nguyên tử. Nhưng xe tăng đã được cung cấp, HIMARS đã được cung cấp, F-16 cũng đã có, người Ukraine đã tiến vào vùng Kursk. Họ liên tục tấn công Crimea và không có làng danh đỏ nào cả. Sau khi bắt đầu chiến dịch Kursk của Ukraine, tất cả những lời bàn tán về sự leo thang không thể chấp nhận được, mà chắc chắn sẽ bắt đầu sau mỗi quyết định tiếp theo nhằm giúp đỡ Ukraine, chỉ là hậu quả của những định kiến sâu xa của một số các quan chức ở phương Tây, nhà báo khẳng định. Những làn danh đỏ này chỉ tồn tại bên trong hộp sọ của một số chính trị gia phương Tây. Họ tự vẽ ra chúng và sợ hãi chúng, ông Yakovenko kết luận. Xin nhắc lại, vào đầu tháng này, các nhà tuyên truyền Nga đã bắt đầu một IPSO, tức chiến dịch thông tin tâm lý với quy mô lớn và lan truyền những thông tin giả mạo về việc Ukraine được cho là đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân. Ngay cả Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đáp trả những lực lượng tuyên truyền này của Nga. Họ nói rằng nga đã tăng cường một chiến dịch thông tin sai lệch để chuyển sự chú ý khỏi tội ác của chính mình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.